Sơ Hoàng Nhiệt Độ Địa xin kính chào các bác. Hôm nay em lại lên sóng một con máy massage chân. Một con máy nhỏ gọn nhưng phải nói là có võ các bác nhé. Nhỏ gọn nhưng em nó có võ luôn. Thiết kế rất gọn gàng, chạy êm ru. Đấy. Con máy phải nói tuyệt vời luôn. Con này thì em báo giá luôn các bác là em vẫn bán 1.600.000 như các con máy bình thường nhé, và tặng kèm một bộ đổi nguồn. Để giá 1.600.000 và tặng kèm đổi nguồn nhé. Để cái con này tính năng của nó đây thì giới thiệu luôn với các bác là đây. Bóp con này rất êm luôn, khỏe, căng cứng luôn nhé, bóp rất khỏe, để cực khỏe luôn. Và đặc biệt con này ở dưới này có bi quay ở dưới các bác nhé, đi quay dưới này. Đấy, chứ không phải là nó nhấp nhô đâu, mà con này nó lăn, bây giờ lăn luôn dưới nhé. Đấy, chạy luôn dưới luôn, hai bên cũng đi lăn. Đấy, cái máy massage chân này thì ngoài vấn đề các bác để cái bàn chân ở đây thì mình có thể để cả cái bắp chân nhé. Các bác để bắp chân thì bóp chân bình thường nhé. Mình có thể ngồi cái ghế thấp. Đấy, ngồi những cái ghế thấp hoặc là mình ngồi ở những cái hoặc là mình nằm. Đấy, mình để mình bóp chân. Đấy, trong catalog sản xuất của hãng là có hướng dẫn sử dụng đầy đủ. Đấy, là như vậy chứ không chỉ đơn thuần là bóp mỗi bàn chân đâu, nó không như kết hợp như những cái con bóp cả bắp cả bàn thì kết hợp luôn. Con này nó bóp riêng biệt nhưng mà mình vẫn bóp cả hai được. Đấy, rất là gọn gàng. Máy hàng Nhật nội địa của hãng Yamazen các bác này. Đấy. Em bán 1.600.000 nhá, tặng kèm cái đổi nguồn cho các bác dùng cho nó tiện. Đổi nguồn này các bác nào không lấy thì trừ đi 100.000 nhá. Đổi nguồn này của nó là 100W thì em bán ra là 100.000 thôi, thì các bác nào không lấy trừ đi 100, chứ không phải là cái đổi nguồn to đùng như bác tưởng đổi nguồn to đùng đâu ạ. Cái máy massage chân này nó chỉ có mấy chục watt thôi, nó không dám bao nhiêu nhiều điện cả. 1.600.000 các bác nhá. Chào các bác. Giá 1.600.000 chưa phí vận chuyển.